em tắt nước muối lần hai mắt này chị thì cho nó cứng nó dính. Ông già bán dừa như cái nhà may đồ á. Mò cũng chảy kinh trời. Hả? Cũng chảy ở trong người, cũng chảy mà nhột người luôn. Chị ơi nhẹ xíu này. Đông quá. Hết cỡ thì chị biết em đau chứ. Em đau là em lắc chị khó quay kìa. Dạ. Nên chị cũng cố gắng nhẹ nhàng. Thank you.
mấy phút rồi?